em nâng mũi được 6 năm, sống mũi rất là chắc nhưng mà nó bị lệch. Can thiệp nâng mũi đặt sụn thông thường như này ấy, thì cái nguy cơ nó bị lệch vẹo rồi là bị tụt sụn rất là cao. Trong cái trường hợp của bạn này, sống mũi bạn ấy chắc là do là cái can thiệp ta đã đặt đúng lớp, đúng khoang, đặt ở trên cái nền xương của ta, ở dưới màng xương thì sẽ giúp cố định cho cái phần sụn ta được che phủ tốt, có cái độ ăn khớp với lại cái sống mũi chúng ta, nên là cái sụn ở sống mũi chúng ta thì có thể là đạt được cái trạng thái là nó chắc, nó vững. Chúng ta nâng đặt sụn ấy thì nó không chỉ là phủ lên cùng một cái nền, cùng một cái tính chất, mà sụn ta lên hai cái phần nó có tính chất khác nhau. Phần sống mũi chúng ta ấy, thì nó là cái phần xương và sụn cứng, còn cái phần đầu mũi chúng ta thì nó lại là kết cấu sụn mềm. Giống như ở các bạn đứng hai chân, một chân ở trên nền bê tông còn một chân ở trên nền đất bùn ấy, cái chân ở trên nền bê tông của bạn thì vẫn đứng nguyên, còn cái chân ở trên cái nền đất mềm nó sẽ bị lún xuống, nó bị đổ xuống, thì làm cho là khi chúng ta đặt một cái thanh sụn nó cùng một cái diện từ sống mũi này, đầu mũi, phần tiểu sụn mũi lên ấy, như vậy thì lâu dần cái phần đầu mũi chúng ta nó sẽ bị thay đổi vị trí, thay đổi cái hình thể đi, cái đầu mũi chúng ta nó không đệm đỡ được cho thanh sụn nữa, nó bị đổ, bị gục, nó bị lệch vẹo sang hai bên, thì sẽ làm cho là tổng thể mũi chúng ta sẽ bị lệch theo bạn nhé. Và cái phần sống mũi chúng ta cũng sẽ bị lệch theo cái phần đầu mũi, mặc dù là chúng ta đặt trên cái nền sống mũi, trên cái nền xương mũi chúng ta rất là chắc chắn như vậy, nhưng mà khi mà hai cái phần đầu mũi và sống mũi chúng ta nó liền một dải của cái thanh sụn như vậy ấy, thì nó sẽ bị kéo lệch theo nhau và gây ra hiện tượng là lệch vẹo như bạn khách đã gặp phải. Thì trong cái trường hợp này, phương án xử lý chúng ta vẫn là chúng ta sẽ phải tháo lại bỏ cái chất liệu nâng mũi chúng ta, chúng ta điều chỉnh lại bằng cái can thiệp nâng mũi của Trúc để chúng ta điều chỉnh riêng hai phần. Phần đầu mũi chúng ta sẽ dựng trụ bên ngăn, chúng ta đưa sụn thật đầu mũi nó cao, nó dài lên, cũng là cái cơ cấu sụn thật đầu mũi nó không có cái sụn tì nén lên đầu mũi thì nó cũng sẽ không bị lệch vẹo, không bị đổ. Còn phần sống mũi thì chúng ta sẽ đặt sụn 2/3 trên sống mũi thôi, để giúp cho là cái sống mũi chúng ta đặt dưới cái màng xương, trên cái nền xương ấy, thì nó rất là vững chắc, rất là chắc chắn, thì nó sẽ không bị di lệch, di chuyển. Đồng thời là hai phần này thì sẽ không bị nghiêng, bị đổ, không bị kéo theo nhau nữa, nên là khi chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ tối ưu hơn các bạn nhé. Và cái can thiệp nâng mũi của bạn có gặp phải hiện tượng là bị lệch vẹo như bạn khách này không, hay là bình luận dưới video của bạn nhé.